Tin giáo xứ Bình Hòa. Giáo xứ Bình Hòa mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Bổ Mạng Thiếu Nhi. Vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 3 tây tháng 6 năm 2018, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Bình Hòa hân hoan mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Bổ Mạng của Đoàn Thiếu Nhi. Thánh lễ do cha Giuse Minh Thiên, dòng thừa xa đức tin chủ tế. Hiệp dân trong thánh lễ còn có quý sơ, quý phụ huynh, anh chị huynh trưởng, giáo lý viên, đông đảo các em thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa. Trong bài giảng lễ, cha Giuse nhắc đến tầm quan trọng và ý nghĩa của bí tích thánh thể, mời gọi các em thiếu nhi biết yêu mến Chúa Giêsu thánh thể cách nồng nàn và kết hiệp với Chúa nhiều hơn qua các thánh lễ và lời cầu nguyện. Cha củng cố giáo lý cho các em qua những câu hỏi liên quan đến thánh thể Chúa, giúp các em ngày càng hiểu thêm để có thể yêu mến Chúa nhiều hơn. Thánh lễ kết thúc, các em thiếu nhi được vui chơi qua các trò chơi sinh hoạt tập thể do các anh chị huynh dự trưởng hướng dẫn. Sau giờ vui chơi sinh hoạt, các em còn được quý sơ cùng các hội đoàn trong giáo xứ chuẩn bị tiệc buffet nhẹ với các món ăn như bánh tráng trộn, súp cua, cá viên, xúc xích chiên. Các em chọn món ăn rồi nói chuyện vui vẻ với nhau trong tình huynh đệ. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân và phúc lành của Ngài trên các em thiếu nhi, không những trong ngày bổn mạng mà còn trong suốt cuộc đời Kitô hữu của mình. Qua đó, các em cảm nếm được nguồn sống mới trong Đức Giêsu nơi bí tích thánh thể mà các em lãnh nhận mỗi ngày. Chương trình mừng bổn mạng kết thúc vào lúc 11 giờ trong niềm vui và hân hoan của các em thiếu nhi trong ngày lễ mừng bổn mạng.